ơi ơi sorry. Nghe đang ra nha. Trời, hát bạch vô thương. Hát bạch vô thương tới rồi. Đây. Ây ghê quá. Đây, đây. Đây, đây chính là hát bạch vô thương. Chúng ta lại đến với bảy nụ cười. À, đã đến gần cuối chương trình rồi. Thì ban tổ chức quyết định tách rời các bạn ra. Tách rời các bạn ra. Yeah. Ôi trời ơi, em mơ ước cái điều này từ rất lâu rồi. Từ rất lâu rồi. Và chúng ta sẽ không chơi đội nữa mà là chơi cá nhân. Cá nhân. Cá nhân. Wow. Cá nhân. Solo. Bất kỳ ai cũng có thể chọn đối thủ cho mình nếu người ta đồng ý. Bây giờ chúng ta có luật chơi như sau. Quả bóng bàn ở đây, chúng ta sẽ chọn hình phạt cùng với đối thủ của mình. Sau đó chúng ta sẽ thảy bóng. Mỗi thành viên sẽ có 3 lần thảy bóng. Con số này chính là con số điểm sau 3 lần mình cộng lại, ai nhiều hơn thắng. Ok. Và quy định của chương trình đã gọi là cộng điểm mà sao còn ghi thêm không điểm làm chi không biết. Chúng ta chỉ có một lần bóng được chạm vào mặt bàn mà thôi. Ví dụ hai lần bạn là đi bụi đứng đầu bàn và chúng ta có quyền chờm tới đó. Trong đó có một ô đổi điểm là đổi với đối thủ hả anh? Đúng vậy, đổi điểm là đổi cho đối thủ. Cái này đau lắm nha. Nguy hiểm nha. Đổi điểm nguy hiểm nha. Cái đổi điểm là đau đớn cuộc đời lắm. Ai mà chơi thua điểm chỉ cần nhắm vô đổi điểm cái là ngon. Bốn góc này là ngon nè. Mời chọn đối thủ. Em chọn Gin. Em chọn Gin. Em chọn Gin. Tại vì Gin đó ban đầu gây dây cho em một cái đau thương đến bây giờ là giọng em khàn luôn. Ok, em chấp nhận lời thách đấu của chị. Mời chọn. Mời chọn. Ủa đâu chọn thôi chứ đâu có chơi trước đâu. Chơi đầu tiên luôn. Ủa cho bỏ tật chọn trước. Chọn. Hay quá trời á. Anh mới hỏi ai chọn cặp. Ai chọn đầu tiên chơi đầu ai tiên. Ai lanh miệng. Rồi bây giờ vậy? Chọn sao ạ? Bột đi. Bột ha. Bao nhiêu đập? Bao nhiêu đập? Ba đập. Ba đập. Em sẽ cho chị một đập thôi là đủ. Vậy là nếu thắng là Gin đập một đập, nhưng mà nếu thua là Gin bị ba đập. Đồng ý cứ thỏa thuận chưa? Dạ đồng ý. Chị không nhớ cái cú mà tám từ ơi đúng rồi. Cú bổ huyền thoại. Đúng rồi. Đúng rồi. Năm ngoái có mấy con gấu mà bữa đầu chị ốc ốc quá vậy. Nó quá từ trên thôi. Nó quá. Trời tội nghiệp. Em mà yên tâm đi, em không thua. Em không thua. Trời ơi chị ơi. Ủa giờ chị long não tới bây giờ luôn. Mà tới bây giờ chị vẫn chọn người ta. Tại vì cái thù lúc đầu á ghen tới giờ á. Mỗi người giày cho công bằng. Rồi. Thôi ra gì? Một. Khoan. Để cho nó có cái sự mà nguy hiểm. Mọi người xỉm xong rồi xong giấu rồi ra. Đúng rồi. Không phải, nếu vậy thì quay lưng lại vậy nè. Quay lưng lại. Rồi. Rồi đếm đi. 1 2 3 2 3 2 3 thắng rồi nhà ơi. Có 3 lượt thôi. Bây giờ này mình muốn chơi từng người từng lượt hay là ba lượt một người luôn? Từng người từng lượt mới rồi, hấp dẫn. Để cầm hấp dẫn nha. Rồi. Ok, mỗi người trả trước đúng không? Yes. Đúng. Một nhịp. Rồi, đi bụi, bụi, đi bụi, bụi. Tôi ghi ba đập quá. Mạnh quá, mạnh quá. Nữa. Hai chị em mình giống như chơi hội chợ vậy. Yeah. Không điểm, không điểm. Không điểm. Không điểm. Tự hào cái gì mà em. Ơi. Không điểm thôi. Hai điểm. Ghi đẩy em vậy nè. Đẩy mới được 2 điểm. Rồi, mấy lượt rồi?
hai đồng đúng không? Nữ cùng em 10 điểm là ngon nè. 10 nè, bên này đi. Tham là thăm nè, tham thì thăm đó. Ủa đâu cần chơi nữa, đâu còn phải chơi, đâu cần phải chơi nữa, đâu phải thảy chứ, lỡ thảy vô đổi điểm rồi đâu. Đúng rồi, chị quăng ra ngoài. Ôi quăng ra ngoài là hèn. Ủa tôi hết hèn. Ba đập. Rồi bây giờ em chơi mình lỗ tay nha. Rồi nếu mình lỗ tay thì tôi đập từ trên này đập xuống. Em muốn đập từng cái hay là đập một lút luôn? Thôi cho chị đập vô trong lỗ tay đi. Thế hả? Đập lên trên khó gọi đầu. Nhưng mà rồi rồi chị đập đi. Đập ngang á, đừng đập chết. Trời ơi, tự nhiên làm dễ thương nhắm với chị dạ. Mặt vậy sao nổ đập trời. Sao nổ đập trời. Trời. Dễ thương nè. Chị ngại quá à. Dễ thương nè. Dễ thương nè. Dễ thương nè. Hết. Dễ thương rồi. Mà mặt xấu nè, là mặt xấu nè. Bên này chưa có, bên này thiếu. Thiếu thì chị, cái gì, cái gì cho. Dễ thương. Mặt xấu nè. Sao nó đầy họng em ơi. Chưa kịp tỉnh kìa. Chưa kịp tỉnh hả? Vậy luôn, phải luôn. À, bên chính giữa rồi, bên này rồi. Không thể nào thiếu. Ở bên này được. Ở bên này được. Sao Buka vui dữ vậy? Chắc là có uẩn khúc gì đó. Tại vì nếu bây giờ con buồn á thì lên hình mất công khán giả nói nữa. Cho nên con phải vui á. Không, thấy em vui từ trong tâm can em á. Có chị. Thấy em chùi mắt chưa? Sao lúc môi anh à? Tái mét. Lúc đầu là không có dính vô mắt đâu. Nhờ chùi bây giờ mới ra ngoài. Cặp tiếp theo ai chọn ai? Em xin được chọn Buka. Buka biết ngay bạn cho chọn tôi. Ủa chứ còn hai anh mà. Quán tôi gì? Mình là chơi nhân nhượng với nhau thôi. Ừ, nhân nhượng thôi. Thắng rồi. Quyết định. Rồi con chơi trước. Bu chọn cái này. Đúng. Cái này lên mặt. Mấy quẹt? Năm quẹt. Năm quẹt. Wow. Là hai người cùng quẹt. Năm quẹt. Năm quẹt. Nhẹ thôi. Vô rồi. Vô rồi. Ghê vậy. Một điểm. Một điểm. Thôi sao. Ai. 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 Con gà. Ngơ dầu. Gà chưa. Ủa. Gà. Xích tới bù. Một điểm. Quê, quê, quê. Cháu quyết định nè, cháu quyết định nè. Chắn hẳn rồi. Bây giờ lượt cuối đúng không? Đừng có tham, ra ngoài liền. Ba. Mấy? Ba điểm. Ba điểm, dễ dàng. Năm nè, mười nè. Đổi điểm, vô đổi điểm. Ghê lời. Ghê lời. Ba ơi. Nè. Năm nè, mười nè. Không thấy cái gương hả? Cái gương trước mắt nè. Ủa không phải, sao nó đứng được chỗ hay vậy ta? Tại vậy mà... là ăn rồi. Ba điểm. Vậy là ba điểm là ngoài rồi. Nhưng mà... Rồi, năm quẹt. Thôi rồi. Đây, để anh cầm cho. Trời ơi, anh... Ủa sao anh... Mày anh nhiệt tình quá vậy? Đây. Cái này là mình để mình dưỡng da mặt luôn. Đúng rồi. Cái than tre này đánh răng tốt lắm. Vậy hả? Vậy giá mình dưỡng răng. Thôi răng mình ok năm rồi. Năm quẹt đúng không? Mời hòa sĩ Buka. Năm quẹt chứ vậy. Nè. Người cá nha, năm quẹt. Một quẹt tính là khi dứt cái bút đúng thì rồi. Nó tính là một quẹt nha. Trời ơi, thằng chồng. Dạ mình sẽ... Chồng giúp vợ hại đời. Em thấy cái mặt Thiên Hưng á. Thiệt luôn. Hai con mắt. Lớp mặt nạ đẹp lắm. Ông đến hỏi mọi người coi đẹp không? Đẹp. Giống như là... con mắt đi. Không tin luôn. Không tin Bu làm vậy luôn. Cái này là đắp than tre mà. Thiệt luôn. Ai biểu hồi nãy bà chọn tôi mà. Hồi nãy hai người cùng. Đúng là chị em tư thông. Năm quẹt. Được, đồng thanh đó. Rồi, vậy thì quẹt thứ hai. Bẹt thứ ba. Em cứ tưởng là em chọn Bu là nhẹ nhàng. Thôi em ơi, nếu em thắng tay cũng vậy. Hay là lột một đầu đen ha.
Bốn quẹt. Quẹt thứ năm cho một lần ngay mặt nữa. Tô màu luôn. Rồi, tuyệt vời. Ok. Năm quẹt. Bật Vion, game on đón Tết, đón mưa quà tặng, trúng vàng mỗi ngày, tham gia ngay. Cặp tiếp theo. Em và anh Luật. Xin mời anh có chấp nhận không ạ? Trời ơi. Chọn cái gì? Tôi chưa bao giờ từ chối. Tre. Ê, cái mặt anh Luật mà vẽ bộ phan tre mới đã tay á. Mấy quẹt. Quẹt như thế nào cho mặt anh nó full là được. Mặt anh nó full là được. Nói gì, nói giùm đi mấy quẹt. Nghe đi. Con số chính xác. Mười. 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 Mười luôn ơi. Đồng ý không? Mười thì cùng mười. Em thấy anh Luật hơi rén. Quánh tù xì. Tôi nói thiệt, tôi không có sợ bột thang tre, tôi sợ tôi thua thôi. Tôi không có sợ bột thang tre, tôi sợ tôi thua thôi. Một, hai. Một, hai. Một, hai. Chó trời. Mười cho tôi, chát vô, mười. Mười là rớt ra ngoài nữa đó. Mười. Ê dạy. Ê dạy. Không được. Không điểm, không điểm. Ba điểm. Trời ơi. Cái bảng bên đây nè, cái bảng bên đây nè. Ba. Quay, 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 quay. Mười, mười, mười. Mười đi, mười đi anh. Chết rồi, chết rồi. Ô điểm. Ô điểm. Quả cuối cùng. Hai tay này. Ba điểm. Năm điểm nha Ngọc ơi. Cố lên. Rồi. 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 Quá chết rồi. Mười. Mấy quẹt, mấy quẹt, mười mấy quẹt. Mười quẹt. Đây. Nãy nó thấy năm quẹt cũng nhiều lắm rồi, nghe mười quẹt sao nó quá trời. Hôm nay là ngày chị Ngọc nhận nghiệp của mình sau bao nhiêu năm của hãng quà. Đất hiên ngang. Một quẹt. Trời ơi, còn tới chín quẹt. Chín quẹt. Chín quẹt lận. Chín quẹt lận. Chỗ đâu mà quẹt cho đủ. Nhắm mắt lại, nhắm mắt lại, nhắm mắt lại nha. Trời ơi. Trời ơi. Chị à, rốt cuộc thì hai chúng ta cũng thua ông chú này thôi. Ô, người cũ và người mới. Tôi làm cho lẹ nè. Ba nè. Bốn nè. Năm. Đây là nghiệp báo. Ô bữa này. À cảm ơn gần 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 cái chị. Bảy. Tám. Ok ok ok. Chín. Thôi ơi, còn chỗ nào không? Mười. Đắp mặt nạ luôn. Rốt cuộc thì mặt người cũ ok hơn mặt người mới nha. Rốt cuộc thì tôi vẫn thua nữa. Bây giờ là cặp tiếp theo. Ghê quá. Bây giờ vậy, anh đề nghị là chơi màu đen vô trong răng á, màu trắng trên mặt. Chơi không? Là một quẹt màu đen, một vô một... kính răng rồi một cái ập vô mặt màu trắng. Rồi, vô. Vậy là chơi vậy phải không? Chốt vậy phải không anh? Rồi, ai chơi trước? Ai trước? Vô. 1 2 3. À anh thua trước. À gọi là hắc bạch vô thường luôn đó. Là sao? Vừa thang tre vừa màu trắng. Ba điểm. Hai.
3 điểm rồi kìa. Hey, cố lên em trai. 3 điểm. Đúng vị trí luôn. 5 điểm. 5 điểm. O điểm, O điểm. Không điểm, không, không điểm. Đổi điểm. Tính lấy con sao người. Sao em đang, em đang dẫn 3 mà. Người ta vô 10 cái là người ta dẫn lại 7. Ờ dẫn vô 5 là cũng dẫn rồi. Ờ hay quá em ơi. Em đừng có tham người. Tham. Tham là thơm luôn đó. Kêu đổi điểm đi anh Vinh. Yes. 5 với 3 là 8. Lắm rồi, lắm rồi. Bây giờ mình có một vị trí duy nhất là 10. Không, đổi rồi. Điểm thôi anh. Đổi điểm khó lắm. Hai vị trí. Đổi điểm thôi anh ơi, đổi điểm. Đổi điểm đi. 4 điểm. 4 đổi điểm. 4 Rồi hả? Đúng rồi đó. Đổi điểm. Sao ạ? Anh sao ạ? Trời ơi. Đúng rồi. Làm như thế làm tôi cũng muốn thấy anh phải tẹt tôi. Đúng rồi. Hôm nay em muốn đợi chủ nhà phải thua xác vậy. Cho mượn, cho mượn, cho mượn. Đúng vậy, đúng vậy. Kính răng và một ụp vô mặt. Trời ơi. Ok anh. Sao mà chơi lớn quá vậy trời. Kính răng và một ụp vô mặt nữa. Ok chưa? Chơi lớn chưa? Anh mày đặt bài. Nhẹ răng ra. Vô đi. Vô nha. Em không muốn nhưng mà anh này tại anh cá. Kính răng nè. Nè thì kính răng. Yeah. Ok. Em thấy vậy được rồi. Đẹp trời rồi. Ơi. Rồi vô. Một. Ấy ơi sorry. Nhẹ răng ra nha. Trời hát bạch vô hương. Hát bạch vô hương tới rồi. Đây chính là hắc bạch vô thương. Wow. Hay ha, hay ha. Ấy, tính ra cái combo này ok á. Xui, xui. Thách đấu. Thủy Ngân tha thiết chơi tiếng lượt. À. Vô đây. Wow, đúng kèo, đúng kèo. Nhưng mà phải đếm nha, phải cố lên nha không. Đúng rồi. Đừng có để giống chị Ngọc nha. Chọn cái gì, chọn cái gì? Em chọn đi, cho em chọn. Em chọn than tre. Rồi. Em chọn than tre. Bao nhiêu quẹt? Hay là nguyên dĩa? Kính răng. Kính đầu. Kính đầu. Ác quá. Kính tráng, kính tráng. Kính tráng. Rồi. Anh cho em cơ hội là anh chỉ chọn một. Hai vỗ vào mặt em thôi. Hai vỗ vào mặt em thôi. Hai vỗ mạnh lắm á. Không, anh vỗ nhẹ. Đồng ý không? Đồng ý. Hai rồi, bánh sushi. Một, hai. Rồi, chơi chứ. Cười gì cái thằng thất bại. Cười gì cái thằng thất bại. Hồi nãy anh cũng chơi trước mà anh thắng á. 10 điểm đi, tin tôi đi. Có kinh nghiệm rồi anh ơi. Trời ơi. Anh ơi. Trời ơi. Không điểm. Không điểm. Rồi. Căng thẳng quá anh ơi. Ôi điểm. Một điểm. Không sao. Trời ơi, cưng ơi. Trời ơi, không điểm. Không điểm chưa? Bây giờ nè. Đúng rồi. Đúng rồi. Đâu? Không, phải có điểm mới thắng. Có điểm mới thắng. Có điểm là thắng. Năm nghẹo. Wow.
sửa soạn hết rồi. Không. Ngân, Ngân ơi, em chỉ cần làm thêm cái video vậy thôi. Hãy lau khô cái trắng lực để nó giàu. Đầu tiên mình muốn tô được toàn bộ diện tích đó thì mình phải vào những kẽ hở trước. Ê, đồ sao cho anh luật thì mấy ngố á. Thì cũng có người trả thù cho tôi. 40 mấy tuổi đời rồi, sắp làm xui rồi, đi chơi với đứa nít rồi, giờ nó vẽ lên đầu cổ. Cái đầu quá là thờ cha thờ mẹ. Mà bây giờ để bôi nước tét vậy đó. Rồi mấy đứa em bên kia nó cười vô mặt nữa kìa. Vẽ mấy ngón trước đi. Ơi, có một em thấy giờ khúc này nhìn anh giống che em. Giống che em không? Giống che em đi che luôn. Em ơi, cái máy nó lộ quá, tóc em không phải đều. Kính trán. Chưa, còn hai cái mép hai bên nè. Cái lỗ bên đây. Sao em nói gì hai cái mép nghe ghê vậy? Ê, cái này là xuống đây là mà chán nào, hồi nào mà chán dữ vậy? Không, cái đó cái bát đó, trời ơi, cảm giống Batman luôn. Tự nhiên tiêu luật có mấy người giống Batman rồi. Tôi sợ quá. Như vậy là chúng ta đã kết thúc buổi tối ngày hôm nay rất là vui. Ngay bây giờ chúng ta sẽ thay đồ để chúng ta đến với cái phần kịch. Đây là một cái kịch mà chúng tôi xuyên suốt mùa này là có một cái vị dưỡng lão nhỏ mang tên là Hạnh Phúc. Vạn món ngon bùng vĩ.